Mình xin chào tất cả các bạn nha. Chiều nay thì mình phát hiện có một con là nó đã có sữa rồi các bạn, là nó gần sanh rồi. Bây giờ mình lại mình kiểm tra sữa cho nó. Bây giờ mình kiểm tra sữa cho các bạn xem nè. Con này hiện tại là lứa thứ hai nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bầu vú của nó quá trời luôn kìa. Bây giờ để cho nó nằm xuống đi. Con này là lứa thứ hai nha. Lứa đầu á là nó đẻ được 13 con. Lứa này thì bụng nó quá nhỏ luôn, mình cũng không biết chắc là nó bao nhiêu con nữa. Để mình kiểm tra sữa cho các bạn xem nè. Nó sữa nó chảy thành giọt luôn các bạn ơi. Đây vú này coi. Đó, nó búng thành tia hết trơn rồi. Do hồi nãy có mấy vú là mình bóp rồi á, bây giờ nó chưa có đạo sữa kịp á các bạn. Theo cá nhân mình đón con này không biết được 5 con hô nữa các bạn. Theo các bạn đón á, thì con này được bao nhiêu con á, thì các bạn bình luận xuống coi thử coi là bạn nào đón đúng nha. Con này là con ba máu nha các bạn, CP ba máu. Lứa đầu là 13. Lứa này thì mình đón chỉ 5 con thôi. Đó, bầy này thì đẻ 11 con nè, đẻ 3 con rồi, chỉ còn 8 con thôi, có 1 con cái một các bạn. Bên đây cũng vậy luôn nè, bên đây là 13 con, bên đây là đẻ bầy đẻ 18 con, bây giờ còn 13 con. Do nó khô thai á, nó chỉ có 4 con cái thôi. Con này là con ba máu nhưng mà phối là phối tinh giống các bạn. Do lần phối giống đó là cái con giống nó bị tiêu chảy rồi mình không phối, rồi mình thảy qua con này luôn. Là nó đẻ được 18 con. Bầy này mình để lại thử coi là làm giống 4 con cái này thử coi được không nha các bạn. Rồi cái này để một tí nữa nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Bụng nó quá nhỏ các bạn ơi, nó chỉ u có một xíu rồi các bạn. Đây nè các bạn nhìn thấy chỗ này nè, nó u chỗ này nè, nó u có tí xíu à. Hôm nay thì mình có một vấn đề nhỏ mình xin lưu ý với các bạn nha. Đối với trường hợp mà con heo mà nó đẻ ít con, ví dụ như nó đẻ từ 3 đến 5 con, hoặc là chỉ có một con thôi, hoặc là trường hợp mà heo mẹ đẻ 10, 12 con nhưng mà sữa quá nhiều, là nó sẽ dẫn đến hiện tượng là viêm vú. Thứ nhất á, là con mẹ nó đẻ ít từ 3 đến 5 con là heo con nó bú không hết, sữa mẹ nó tiết ra rất là nhiều. Rồi từ từ nó sẽ gây cứng bầu vú, nó gây tắc sữa, nó sẽ gây hiện tượng gây viêm vú. Rồi trường hợp thứ hai là con mẹ nó sữa nhiều nhưng mà nó đẻ từ 10 đến 12 con, mà con nó lúc mới đẻ thì nó bú rất ít nhưng mà sữa mẹ nó là rất là mát luôn, nó tiết ra sữa rất là nhiều. Nó sẽ có hiện tượng là dư sữa nó sẽ gây ra là vú bắt đầu nó căng cứng lên. Nó giống như cái cục này nè các bạn bóp vô trong á là nó cảm giác là nó cứng ngắc luôn, là nó sẽ gây rồi 1-2 ngày nó sẽ gây ra hiện tượng là tắc sữa. Mấy ngày nay á các bạn là có rất là nhiều bạn và anh chị điện cho mình là hỏi tại sao mà heo không có sữa, lúc sanh thì sữa rất nhiều, bây giờ nó không có sữa nữa, nhưng mà cái vú của nó phồng bự lên có một cục cứng như vậy nè, nhưng mà heo con thì nó ốm rồi nó không có sữa bú thì bắt buộc là phải tập uống sữa ngoài, sữa cộng amox và cộng cám giống như của mình thì nó mới đủ dinh dưỡng cho con heo con. Rồi gặp những trường hợp đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý. Đối với những con heo đó thì thường thường nó sẽ gây ra hiện tượng mệt và nó sẽ gây hiện tượng sốt, thì các bạn tiêm cho nó một mũi hạ sốt, rồi các bạn tiêm tầm chừng 2 tiếng sau thì các bạn tiêm cho nó thêm một mũi amox. Còn nếu các bạn trong khi đẻ mà các bạn chích 3 mũi mà sau khi sanh á thì các bạn chích amox rồi thì thôi, thì các bạn chỉ tiêm hạ sốt cho nó để nó giảm sốt lại thôi. Rồi tiếp theo là các bạn phải lau nước nóng cho nó, các bạn chùm lên những cái bầu vú nó, các bạn tha đều hết, một ngày các bạn làm từ 5 đến 10 quận. Nhưng mà một quận gì đó, một lần lau gì đó các bạn lau rất là nhiều lần để cho cái tiết sữa của nó ấm lại. Dần dần khoảng 3 đến 5 ngày thì con heo nó sẽ hồi phục trở lại. Trong cái lúc mà khoảng chừng vài ngày đầu á, thì con heo nó sốt sữa thì nó rất là khó chịu trong người nó bực bội, rồi buổi trưa nó rất là mệt, nó thở nhiễu nước giải tùm lum hết các bạn, là hiện tượng là nó có bị sốt nữa. Rồi đó là hiện tượng là con heo nó bị viêm vú, thì các bạn phải chườm nước nóng, chích hạ sốt, tiêm thêm amox nữa. Thì các bạn có thể bổ sung cho nó thêm điện giải hoặc là vitamin C. Thì còn đối với heo con mà nó không có sữa luôn thì các bạn bắt buộc phải cho nó uống sữa ngoài cộng với amox với cộng cám tập ăn để cho heo nó không bị tiêu chảy. Các bạn không có amox là các bạn heo có các bạn là nó dễ bị tiêu chảy, mà nếu mà heo con bị tiêu chảy là các bạn nó xuống rất là nhanh lắm. Các bạn không biết thuốc điều trị á, hoặc là các bạn không sử dụng amox á, là con heo nó xuống rất là nhanh, thì nó không bú sữa mẹ nó mà nó bú sữa ngoài thì nó bị tiêu chảy, là dẫn đến là có thể là nó bị hao nhé. Bắt buộc các bạn phải có thuốc đặc hiệu để sử dụng, ví dụ điển hình là amox thì các bạn đi đến tiệm nào cũng có, hoặc là các bạn nếu mà tiệm không có thì các bạn cứ liên hệ với mình sẽ hỗ trợ chia lại cho các bạn để các bạn sử dụng. Hiện tượng con heo của mình nè, bây giờ mình quay cho các bạn xem nè.
Bây giờ mình quay cho các bạn xem là hiện là con heo của mình là mình thấy cái bụng nó nhỏ rồi, có thể là nó đẻ ít rồi, nhưng mà bầu sữa của nó nhiều, nó căng cứng lên các bạn. Khi mà con heo đẻ xong thì mình sẽ cho heo con nó bú sơ một lượt. Nếu mà heo nó đẻ ít mình bắt buộc phải nặng sữa bỏ. Còn mà mình không nặng sữa bỏ là nó sẽ qua tới chiều mai hoặc là sáng mốt thôi là nó sẽ gây ra hiện tượng là viêm vú liền các bạn. Là nó bị tắc sữa, bầu sữa nó bự cứng lên. Thế như mình cực công chăm sóc nó đó các bạn. Nếu mà nó bị như vậy á, thì các bạn làm theo hướng dẫn giống như mình nói vậy đó, thì con heo nái nó sẽ không bị gì hết. Nhưng mà tội là tội cho con heo con nó không có sữa bú thôi. Tầm 3 đến 5 ngày thì con heo nái nó mới bị trở lại bình thường. Còn trường hợp mà nó bị tắc sữa rồi thì các bạn cũng lao giống như vậy luôn. Mà các bạn có heo mà gần tách bầy hoặc là heo mười mấy ngày tuổi đó, hoặc là bầy khác mà nó bú mạnh đó, thì các bạn bỏ qua một ít đi để cho nó qua nó nhồi tiếp. Tại vì nó nhồi tiếp thì nó dễ nha, nó sẽ nhanh, nó nhanh ra sữa hơn các bạn. Còn mà các bạn để cho nó ra sữa tự nhiên thì lâu lắm. Các bạn có bầy khác thì các bạn bỏ qua cho nó nhồi tiếp để cho cái tiếng sữa của nó nhanh chảy ra hơn. Thì các bạn thấy video của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thì có cái gì hướng dẫn cho các bạn mới tham khảo thì mình sẽ hướng dẫn. Các bạn không biết nữa thì các bạn cứ nhắn tin, các bạn cứ kết bạn Zalo trên góc màn hình của mình đi. Thì mình biết thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn để các bạn xử lý những trường hợp khó mà các bạn chưa biết nha. Chim hôm giờ canh heo đuối quá các bạn. Bây giờ là lúc 3 giờ 25 nè các bạn. Lúc 12 giờ mấy canh hết nổi rồi, ngủ xíu. Rồi thức dậy nè các bạn. Đó. Heo đẻ nè. Một con các bạn. Nó ra một con, bây giờ nó khô hết trơn rồi nè. Để mình quay cho các bạn xem còn dữ nữa. Đó, nó ra nhau luôn rồi nè các bạn. Mà nó đẻ mới có một con à. Mà mình nghĩ chắc con này nó chỉ có một con một thôi các bạn, chứ không có được nhiều nữa đâu. Rồi để một tí nữa có gì thì mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Còn các bạn coi cái đít nữa nè, giống hệt mẹ nó luôn. Cái đít có một đốm đen, mẹ nó cũng có một đốm đen luôn. Con này dữ luôn rồi. Đẻ một con mà ra nhau rồi mình nghĩ là chắc tiêu rồi các bạn ơi. Sau khi mình quan sát vòng vòng á các bạn, là mình phát hiện là có một con rớt xuống dưới này nữa các bạn. Đây một con nha, con này nữa là hai con đó các bạn. Để mình coi vòng vòng coi còn con nào nữa không, để mình coi coi kiếm coi. Rồi chắc có hai con thôi các bạn. Mình mới phát hiện là có một con này chắc nó đẻ hồi nào tới giờ rồi, khô queo luôn rồi, quá trời lanh lẹ luôn rồi. Mấy con này lo bú. Sẵn đây thì mình quay cho các bạn xem để các bạn xử lý sớm, tránh trường hợp mà con heo nó bị viêm vú nè. Hiện tại con heo của mình là nó đẻ được hai con, mà mình không biết là còn nữa hay không. Mà cái bầu vú của nó đây nè, từ đây qua đây là cái bầu vú rất là to luôn. Rồi sữa nó động lại chỗ này nè các bạn. Đây nè, nó động lại cục cục nè các bạn không? Thấy nó u giống như cái nấm vú của em bé bú á. Là chỗ này nè, chỗ này nó u nè. Là chỗ này sữa nó rất là nhiều luôn, là bắt buộc các bạn phải nặng bỏ bớt nha. Các bạn đừng có tiếc nha. Sau khi mà hai con này nó bú xong á là mình sẽ nặng bỏ bớt, bỏ hết luôn. Rồi mình sẽ đợi nó tạo sữa khác, nếu mà nó tạo nhiều quá thì mình sẽ bắt mấy cái đàn bên đây nè. Đàn bên đây là mười mấy ngày rồi nè. Mình bắt qua vài con để cho nó bú nó nhồi tiếp các bạn, để cho nó ra hết cái lượng sữa đầu tiên đi. Chứ hai con này bú là con này tầm chừng 3 ngày là chắc cú là bị viêm vú liền. Đảm bảo các bạn luôn. Con này sữa quá nhiều luôn. Bây giờ có cái con đó thì nó hơi yếu. Bây giờ mình sẽ nặng sữa ra cái bình rồi mình sẽ cho nó bú. Để cho nó uống được sữa đậu nha các bạn. Ở đây mình quay cho các bạn xem mình mượn cái bầy heo 15 ngày tuổi mình bỏ qua đây để cho nó bú đó các bạn. Mà bỏ qua đây thì nó về nó kiếm mẹ nó thôi, nó chưa có bú đâu các bạn. Tầm 1 đến 2 tiếng sau á thì bắt đầu nó quen rồi bắt đầu nó sẽ bú nha. Bầy heo của mình thì sanh chỉ được hai con thôi các bạn. Mình nghĩ là nó hết rồi. Đó, một con trắng sức môi với một con bò thôi.
rồi mình mượn cái bầy kia là 5 con, bây giờ nó đòi về với mẹ nó. Bầy đó không phải là bầy này, bầy này mình bắt qua rồi là nó đòi về dữ lắm. Rồi cái bầy này để cho nó tập làm quen một tí đi, rồi khi nào nó bú mình quay cho các bạn xem nha. 6 con heo này sau khi mình thả qua gần 3 tiếng nè các bạn, bây giờ có 2 con là nó lại nó bú rồi nè, còn 4 con này mình bắt lại vú nó luôn, nó không bú luôn, thích chính nó chỉ đòi về mẹ nó thôi. Và một tí nữa nó đói thì bắt buộc nó phải bú thôi các bạn. Cái con trong này thì nó yếu quá, nó hơi yếu là mình phải đút sữa riêng ở ngoài. Còn cái con đen đó thì nó mạnh nha, con đó nó gớt xuống sàn, nó chạy cời cời, nhốt nó vô nó la quá trời chịu không nổi, phải thả nó ra. Nó nằm kế, chẳng thà nó nằm kế mẹ nó chứ nó không nằm trong đèn đó, nó la dữ lắm, nó ra nó nằm vậy đó. Rồi cái đầu con thứ ba qua bú nè các bạn. Con heo mẹ này nó rất là nhiều sữa luôn các bạn, bầu vú của nó rất là to luôn, đây sữa nó chảy dưới này nè. Các bạn có gặp cái trường hợp giống như mình á thì các bạn nên bắt heo những cái bầy khác á qua cho nó bú tiếp nha, hoặc là các bạn nặng sữa bỏ đi, chứ các bạn đừng có tiếc, các bạn để sữa đó dành cho hai con này á là hai con này nó bú không hết đâu, là 1-2 ngày là gây ra hiện tượng là viêm vú, tức là các bạn cực lắm. Nhầm bạn mới vào nghề các bạn không biết á, các bạn mới chăn nuôi mà các bạn không biết luôn á là nó bị viêm vú, là các bạn lo lắng con heo nó sốt, các bạn nhìn thấy sốt lắm, rồi các bạn không biết làm sao, các bạn nhìn lo lắng khó chịu lắm. Thôi các bạn làm theo cách của mình đi, sữa nhiều các bạn một là nặng bỏ, hai là các bạn bắt cái bầy heo khác qua cho nó bú giống như mình vậy nè, thì nó sẽ tránh cái hiện tượng viêm vú. Thứ nhất là con heo mệt, thứ hai nữa là heo con mới đẻ ra nó không có sữa nữa, thứ ba là mình rất là cực luôn. Rồi mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công nha. Có cái gì hay nữa thì mình quay ra cho các bạn xem thêm. Canh heo đẻ từ lúc 7 giờ rưỡi tối các bạn, rồi đến 12 giờ mấy á, khuya thức không nổi các bạn, ngủ quên cái rồi heo đẻ xong 2 con luôn. Bây giờ trời sáng luôn, bây giờ gần 6 giờ sáng luôn nè. Lúc 9 giờ sáng nè các bạn, cái bầu vú của con heo này là nó đỡ lại nè các bạn, nó teo tóp lại rồi nè, nó đỡ lại rồi nè. 6 con này nó nhồi quá trời luôn. Rồi bây giờ mình trả 6 con này về cho mẹ nó, mình bắt 2 con này ra mình để cho nó bú đi. Nếu mà chiều nó tạo sữa nhiều nữa thì mình sẽ dời 6 con này qua cho nó bú tiếp, để không thôi là nó bị viêm vú nha các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề này nha, heo các bạn đẻ ít á mà sữa nhiều là nó dễ bị lắm nha. Đây, các bạn chưa gặp thôi chứ các bạn gặp đi, các bạn biết các bạn gặp là các bạn mệt lắm, đuối lắm. Thứ nhất là lo lắng, rồi thứ hai nữa là thấy con heo nó sốt ruột lắm, rồi tối ngày canh con heo lo không biết ra nó làm sao, nó nằm nó thở quá. Rồi để mình bắt 6 con này về trả cho nó đi. Bầy heo con mình trả nó về với mẹ nó nè các bạn. Những con mà mình gạch dấu trên lưng á là những con này là mình bắt qua cho bầy kia á. 6 con có dấu trên lưng các bạn, là 6 con hồi nãy mình bắt qua bầy kia cho nó bú tiếp á. Mình làm dấu như vậy đó để chiều là mình chọn lại 6, đúng 6 con này bỏ qua bên kia thì nó sẽ bú. Còn các bạn bắt 6 con mới á thì các bạn phải làm lại từ đầu nữa, nó không quen. Tại vì 6 con này nó đã quen rồi. Còn bầy bên đây á là bắt không được luôn. Bầy bên đây các bạn bắt bỏ qua là nó nhìn mẹ nó không, nó cứ theo mẹ nó không, là nó không chịu bú, bắt buộc phải bắt bầy đằng kia tách riêng mẹ nó. Đây là có một con nó yếu các bạn, nó chưa bú được nữa, chủ yếu là đút sữa ngoài cho nó thôi, con nó bị sứt môi luôn. Để mình quay cái môi nó cho các bạn xem nè. Nó le lưỡi ra, nó le lưỡi ra các bạn thấy không, cái môi trên nó giống như trái tim vậy các bạn. Còn cái con kia thì nó bú gành lắm, nó chạy đi nó kiếm sữa xíu luôn. Nó chạy đi nó kiếm vú, nó bú hoài à, nó bú xong là nó nằm ngay chỗ đó luôn. Con heo khoảng 180 kg mà đẻ có 2 con các bạn, bự hơn cầm tay xíu à. Rồi các bạn nhớ đón xem những clip heo đẻ tiếp theo nha. Đó, như con này cái quà nó cũng to rồi nè, 2 con lần này quà nó cũng to rồi nè, chắc tầm chừng vài ngày nữa nó đẻ đó các bạn, quà nó to nè. Con này thì quà chưa có to. Mấy con này thì bụng thì mình thấy là nó hơi nhỏ các bạn, nó đứng thì bụng nó hơi nhô chút xíu thôi đó. Nó không có được nhiều đâu, mấy con này đẻ thì nó không sai đâu.
Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip mình nha. Buổi sáng nay mình chưa làm vệ sinh nữa nè. Con này chắc để sai đó, con này 2 tháng rưỡi bụng to lắm.